Và đây chính là cái combo phụ kiện mà dành cho dao nhíp mà em nghĩ là tốt nhất hiện nay. Xin chào anh chị nhá, xin chào tất cả mọi người, xin chào các bác. Thì trong cái quá trình bán hàng thì em cũng có gặp một số cái vấn đề, một số cái câu hỏi của anh chị về là tại sao cái dao nhíp đấy, dao nhíp và dao làm từ cái thép carbon ấy hay bị dỉ và cái hướng xử lý nó như thế nào. Thì thực tế mà nói thì dao nhíp thường là có đặc điểm là dỉ rất là nhiều, hoặc là sau quá trình sử dụng là nó sẽ bị dỉ ố vàng lên như này này. Đấy, như cái sản phẩm này của em là em đã vứt để lâu rồi, nó bị dỉ nhiều hơn. Nhưng mà chung quy lại một điều là dao làm từ các loại thép carbon nói chung, và dao đặc biệt là dao làm từ thép nhíp ấy, thì thường là nó hay bị hoen dỉ. Cái đó là cái không thể tránh khỏi đâu. Cái đó là không thể tránh khỏi. Còn một số người tư vấn, ví dụ như là những ai tư vấn thì em không biết, nhưng mà người tư vấn bảo là cái dao không dỉ, dao nhíp thì dao không dỉ hay là thế nào đó, thì thực sự mà nói là không có đâu nhé anh chị nhé. Thì nhưng mà cái đặc điểm của dao nhíp ấy, đặc điểm của dao nhíp có một cái điểm cực kỳ ưu việt của dao nhíp là nó cực kỳ sắc bén. Nói thẳng luôn, cái giá thành nó vừa phải, cái giá thành nó vừa phải, nó 200-300 nghìn một con thôi. Và cái đặc điểm thứ hai của nó là cái chất liệu thép nhíp ô tô ấy nó cực kỳ sắc bén đó. Cái độ cứng của nó có thể đạt từ khoảng 58-62 HRC, nó cực kỳ sắc bén. Và cái đặc điểm thứ ba nữa của con dao nhíp ấy là nó dễ mài nữa. Tức là sau khi quá trình sử dụng ấy, mài nó mài sắc rất nhanh, dễ mài. Cái thứ tư nữa là cái giữ sắc lưỡi cạnh của nó ấy. Cái lưỡi của nó giữ sắc rất tốt. Đấy, giữ sắc rất tốt. Trong cái quá trình sử dụng ấy, mình sử dụng giữ sắc tốt có nghĩa là mình dùng lâu nhưng mà nó cùn chậm hơn so với các loại dao khác. Nhưng mà có một cái nhược điểm cố hữu của nó, mà cái đặc điểm mới là đặc điểm khó chịu nhất của nó, là nó bị dỉ đó anh chị ạ, nó bị dỉ. Nhưng bây giờ hiện tại ấy, nếu mà so với các loại dao khác trên thế giới, so với cái giá trị mà nó mang lại, thực tế mà nói là em nghĩ là con dao nhíp là một cái con dao đáng để sử dụng, thật sự là như thế. Bởi vì sao? Những cái con dao Nhật mà không dỉ, hoặc là dỉ nó ít, không phải không dỉ đâu mà căn bản là nó dỉ ít thôi, không phải không dỉ đâu chị nhá. Và những cái con dao Đức ngoại nhập ấy, thì một cái con dao chính hãng của nó mà dao tốt ấy, tương đương như vậy thôi, tức là với chức năng như thế, tương đương như vậy, thì cái con dao Nhật của này có giá trị, giá thành của nó có thể lên tầm khoảng trên 1 triệu trở lên. Trung bình rẻ nhất là trên 1 triệu, còn đắt nhất là 10 mấy triệu một con cơ, theo em biết là như thế. Thì bây giờ mình làm cái phép tính đơn giản thôi. Thực ra như em thì em làm cái phép tính đơn giản là mình bỏ ra cái số tiền ít nhất và cái giá trị sử dụng của mình mang lại là nhiều nhất. Thực tế cái con dao có mang lại cho mình là gì, là về bản chất nó cũng chỉ giúp mình cắt, thái chặt và nó an toàn thôi. Cái đó là em theo em, quan điểm của em là như vậy. Còn đương nhiên là mỗi một người sẽ có một cái suy nghĩ, có một cái tư duy, hoặc là có một cái quan điểm riêng. Cái đó thì em cũng không có cái bất kỳ một cái bàn luận gì đâu. Nhưng mà theo em ấy, thì với những cái đặc điểm đặc trưng của thép nhíp như vậy nhé, với đặc điểm đặc trưng của thép nhíp như vậy, thì mình chỉ cần là gì ạ, xử lý cái việc nó bị dỉ xong là nó sẽ ok ngay, đúng không? Nó xử lý xong là ok ngay. Thì hôm nay thì em sẽ review cho mọi người một cái combo mà em cảm thấy ưng nhất trong cái quá trình mà em làm dao gần 5 năm, 6 năm nay rồi. Đấy, trong cái quá trình mà em làm dao và bán hàng ấy, em thấy là cái này ưng nhất của em. Thứ nhất là một cái viên đá mài 1.000-3.000. Đó, viên đá mài 1.000-3.000 này này. Thì hồi trước em đã giới thiệu rồi, cái viên đá mài này hồi trước trong cái clip trước thì em đã giới thiệu rồi. Ai mà theo dõi cái kênh của em thì em đã giới thiệu rồi, thì em không nói nhiều nữa. Cái viên đá mài này là cực kỳ tốt. Cái combo nhé, em đang nói là cái combo phụ kiện mà tốt nhất dành cho gia đình để mà có một cái bộ dao nhíp hay là một vài con dao nhíp thôi ở trong nhà thôi, là mình có thể là dùng cái combo này để sử dụng cực kỳ tốt này.
Đấy, cái con này là cái đá mài này là ở các clip trước thì em đã làm rồi nhé. Mọi người xem một clip trước cho em có hướng dẫn chi tiết cách sử dụng như nào, tính năng làm sao nhé mọi người nhé. Và đặc biệt là hôm nay là mình tập trung vào cái này. Thực tế mà nói là em rất ưng cái này. Chính ra là cái clip này là em giới thiệu cái viên đánh dỉ. Cái này là cái viên đánh dỉ mà em thấy là cực kỳ hiệu quả. Đó, cực kỳ hiệu quả. Bởi vì sao? Cái dao nhíp của mình với cả các loại dao khác về dao công nghiệp các thứ nó chỉ hơn thua nhau cái phần là dỉ thôi. Còn ngoài ra là nó ăn hết nhá. Còn ngoài ra nó ăn đứt hết. Ăn đứt hết các loại dao khác. Sắc tính về sắc bén này, độ dẻo dai này, độ chịu lực này, rồi là độ giữ sắc cạnh này, rồi là độ mài mòn tốt hoặc là giữ cạnh tốt này, là con dao nhíp gần như là 1/9, 1/10 với những con dao khác mà giá thành nó rẻ hơn, nhưng có cái nhược điểm cố hữu của nó là nó sẽ bị dỉ. Cho nên hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm này. Đó, sản phẩm này là cái viên đánh dỉ ấy mọi người ạ. Đây em sẽ bóc ra nhé. Trong cái clip trước em đã giới thiệu rồi, nhưng mà đây sẽ là một cái combo mà em nghĩ là tốt nhất và là một cái combo mà thích hợp nhất cho việc dùng gia đình, để mình làm sao một là mình có cái đá mài này để mài rất là tốt này. Đó. Hai là mình có cái viên đánh dỉ này để xử lý dỉ cho các con dao. Thì bây giờ em sẽ về cái cách sử dụng cái này ấy, thì em đã hướng dẫn ở trong clip trước rồi, mọi người xem clip trước của em nhé. Nhưng mà hôm nay em sẽ sử dụng hướng dẫn mọi người là cái cách sử dụng hai cái cặp đôi này. Đấy, trong cái cặp này để đi song song với nhau trong cái quá trình mình sử dụng dao bếp nhé mọi người. Thì đầu tiên ấy, thì thường ấy, cái dao nhíp ấy, là khi mình sử dụng xong này nó hay bị ố như này này. Đó, nó hay bị ố này, nó hay bị kiểu dạng như là nó dỉ như này này. Đấy. Hoặc là mình để lâu ấy, nó sẽ bị dỉ như này, và khi mà mình bỏ ra mình sử dụng mình rất là khó chịu. Thì trước tiên trước khi mọi người lấy đi mài ấy, thì mọi người nên sử dụng cái cục đánh dỉ này. Đó, để đánh qua thì cho nó bớt bẩn đi, hoặc là trong sau một quá trình sử dụng 1-2 ngày thì đó nó sẽ bắt đầu dỉ lên như này. Thì mình có thể là mình sẽ sử dụng, khi mình bắt đầu sử dụng lại thì mình có thể là sử dụng viên đánh dỉ này để đánh đi. Đó, mình đánh đi như này. Việc này mình chỉ đánh đi đơn giản thôi, đơn thuần mình đánh đi này. Đấy, thấy chưa? Thấy vết dỉ nó đi ra hết này. Đó. Còn cái này là cái vết dầu của em đấy nhá. Đó. Đây là viên tẩy dỉ này. Đó, mọi người sử dụng như này. Đó, sau khi mình đánh đi như này, sạch sẽ cực kỳ luôn này, mọi người thấy không? Đó, đây. Đó. Cái này là cái con dao lỗi của em, cho nên là em lấy về em thử thôi. Đấy, khi mình đánh đi này, lưỡi nó sắc bén này, đúng không? Nó rất sạch sẽ như này. Đó. Mình chỉ cần là gì ạ? Đánh mấy phát như này thôi là nó đã có một con dao mới là có thể sử dụng được luôn rồi. Đó. Cho nên là cái việc này ấy, là cái cục này rất là cực kỳ ok, nó tầm khoảng 1-2 phút thôi là nó đã sử dụng được rồi, là con dao mình đang dỉ như này mình tẩy một phát, tẩy nhẹ một cái là xong, ok ngay. Đó, là mình có thể sử dụng được luôn rồi. Và từ cái cục tẩy dỉ này thì em thấy là chỉ cần cái cục tẩy dỉ này thôi là mọi con dao nhíp của mình ở trong bếp là nó sạch sẽ hoàn toàn rồi. Khi mà mình sử dụng mình lấy ra xong mình chỉ cần quét mấy phát xong lại lấy ra cắt thái bình thường, chả vấn đề gì cả. Hoặc đây như thế thì tương đương rồi, với cái giá thành nó rẻ nhất, với cái giá thành mình rẻ nhất mà mình cái giá trị sử dụng mình được lâu nhất và tốt nhất rồi. Mình chỉ cần bỏ ra tầm khoảng 200-300 nghìn mua một con dao nhíp đó, sau đó là mua thêm cái cục tẩy dỉ này thôi là cũng nói chung ra là cũng được một cái sản phẩm mà tương đương những cái dòng dao không dỉ trên thị trường loại tốt hiện tại đấy. Đấy, cho nên là em thấy cái bộ này, combo này rất là hay, cho nên là em muốn giới thiệu cho mọi người. Đấy là một cái bộ combo mà bộ combo phụ kiện sử dụng kèm dao nhíp thì ok. Đây, mọi người thấy không? Đây là cái con dao mà em để lâu rồi nhá. Con dao này là con dao em vứt ở trong kho lâu rồi, không dùng cho nên là cái lưỡi nó bị dỉ hoen đen hết. Đó, thấy không? Mọi người thấy không? Ra luôn này. Cái cục tẩy dỉ nó cực kỳ an toàn nhá. Có nhiều người bảo là hạn chế chống dỉ bằng cách là cho hóa chất này nọ vào, nhưng mà em không nói thật sự mà nói là em không khuyến thích cái việc đó đâu, vì là một khi đã dùng hóa chất thì nó độc hại lắm. Khi dùng hóa chất thì cực kỳ độc hại lên này, thấy không? Mọi người thấy không? Đó, mình sẽ tẩy đi như này. Đi như này.
để tẩy đi như này. Sau đó là mình mới bắt đầu là mình mài lại. Nếu mà nó cùn thì mình sẽ mài lại, còn nếu mà không cùn thì thôi. Khi mà mình bỏ ra thì mình chỉ cần là tẩy đi một cái sạch sẽ như này là mình lại dùng được lại rồi. Cái đấy là cái con dao này em bỏ lâu rồi nhá. Cái đây là con dao bỏ lâu. Còn nếu mà con dao của anh chị mà sử dụng thường xuyên thì nó không đến mức độ này đâu. Nó chỉ là hơi hoen một tí thôi. Anh chị chỉ cần cầm ra phát đánh nhẹ, phát là đánh nhẹ với nước cái là lại ra dùng vừa sắc bén vừa sạch sẽ. Quá đẹp. Không phải là em chém gió này nọ đâu. Đây, anh chị xem clip trực tiếp của em thì anh chị biết ngay. Clip này em hơi nói nhiều một chút. Đó, đây này. Đây là cái con dao mà nó bị đêm bỏ lại lâu rồi, cho nên là nó mới bị rỉ nhiều như vậy. Rồi, ok nhá. Nó đẹp không? Sạch đi này. Đó, sau khi em khoảng em mất tổng khoảng 3 phút 4 phút này là em đã tẩy rỉ xong hai cái con dao này. Đó, một đây là một con dao mèo nhỏ của em, con này bị lỗi. Một con dao mèo nhỏ của em, còn đây là một cái con dao chặt gà của em. Đó. Con này thì dùng lâu rồi, em dùng lâu rồi, nó bị nứt ra đây rồi này. Lâu lắm rồi, 1-2 năm rồi đó. Đó, sau khi tẩy khoảng 1-2 phút, khoảng 3-5 phút xong là được hai con này. Một con này là rỉ rất là nhiều, còn con này thì rỉ sơ rồi đánh hai phát thôi. Đấy thì là nó sẽ như thế này. Và sau đó là mình lấy đi, một là nếu mà nó cùn quá thì mình có thể là mài lại. Hai là mình có thể sử dụng luôn, như con này là mình mài đánh hai phát là sử dụng luôn. Còn cái cục tẩy của em ở đây. Đó. Cục tẩy này của em xuất xứ ở Đức nhá. Anh chị nhá, rất an toàn luôn, không phải axit từ đâu, cực kỳ an toàn đây. Nó mềm mềm giống như cái bông mình rửa bát ấy. Cứng hơn một chút. Đây này. Đó, sau khi sử dụng xong thì nó hơi có vết một chút này. Đây. Đó, cho nên là hôm nay em sẽ sau một cái quá trình mà em làm việc thì em sẽ hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị hai cái sản phẩm này, một là một viên đá mài 1.000-3.000 đây, một là một viên tẩy rỉ. Và đây chính là cái combo phụ kiện mà dành cho dao nhíp mà em nghĩ là tốt nhất hiện nay. Thực sự là như thế, ngon. Nói chung là ngon trong tầm giá, em không thể nói là tốt hết hiện nay là không thể được, đúng không? Ngon trong tầm giá thôi, rất là rẻ, vì rẻ tiền nhưng mà nó dùng được lâu dài và nó mang lại những cái giá trị và cái lợi ích phục vụ cho cuộc sống của mình nó tốt hơn. Đặc biệt là có cái bộ phụ kiện này thì những cái con dao nhíp này 200-300 nghìn này tự dưng là nó thành dao xịn luôn, dùng rất là ok. Đấy, em cảm ơn anh chị đã theo dõi clip của em. Nếu mà thấy hay và có ích thì anh chị vui lòng đăng ký kênh của em hoặc là chia sẻ cái video này giúp em nhé. Còn nếu mà có những cái vấn đề gì mà trong cái quá trình em làm clip mà chưa ưng ý thì anh chị vui lòng là comment xuống cái phần bình luận của em mua em anh chị nhé. Còn những ai đã biết rồi thì thôi, bỏ qua cho em. Còn những ai chưa biết thì có thể đây là một cái chút kinh nghiệm mà em có thể chia sẻ cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem clip của em. Xin chào mọi người nhé. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ, an toàn và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều.